chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng, lão kiểm lâm kiêm trùm phá rừng. Có thể nói chưa có khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam họp hội nghị bất thường nhiều đến như giai đoạn từ tháng 6 năm 2022 cho đến nay. Họp bất thường cách chức ông Trung Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, rồi lại họp bất thường truất phế ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam, rồi họp bất thường bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà, họp bất thường truất phế ông Nguyễn Xuân Phúc và họp bất thường để bầu ông Võ Văn Thưởng làm chủ tịch nước. Hội nghị bất thường tới tấp nói lên hai điều. Thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến hồi mục nát. Đặc biệt là thành phần ở Trung ương đã đến hồi bất trị, phải triệu tập hội nghị bất thường để Đảng Cộng sản cắt bỏ những khối u không thể chữa được. Thứ nhì nói lên trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang chia rẽ rất sâu sắc, đã đến hồi triệt hạ nhau thật nhanh và không thể đợi đến những buổi họp định kỳ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là công hay tội đây? Nếu ví Đảng Cộng sản là khu rừng và những quan chức dính chàm là những thanh củi khô, thì từ khi ông Trọng mở lên cái lò nổi tiếng của ông đã để cho cây hóa củi ngày càng nhiều. Với vai trò là lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì sao ông Nguyễn Phú Trọng lại để cho khu rừng của ông hóa củi nhiều đến thế? Vậy vai trò dẫn dắt của ông đang ở đâu? Để rừng hóa củi là lỗi rất lớn của người có vai trò gìn giữ và phun đất khu rừng này. Nếu ví Đảng Cộng sản Việt Nam là khu rừng, thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chẳng khác nào là người kiểm lâm phải có trách nhiệm cai quản khu rừng đấy. Kiểm lâm và lâm tặc thường là kẻ thù của nhau. Kiểm lâm là bảo vệ rừng, còn lâm tặc là phá rừng để lấy gỗ. Lâm tặc cũng có hai loại, lâm tặc phá rừng chính hiệu và lâm tặc trá hình. Lâm tặc trá hình là loại lâm tặc bề ngoài là người kiểm lâm nhưng bản chất là kẻ phá rừng. Lâm tặc chính hiệu không đáng sợ bằng lâm tặc trá hình. Ai cũng tin tưởng hắn là kẻ bảo vệ rừng nhưng hắn lại lợi dụng lòng tin đấy để mà đi phá rừng. Đây là hình ảnh Đại hội Đảng lần thứ 13 đã chọn ông Nguyễn Xuân Phúc làm chủ tịch nước. Lẽ nào ông Nguyễn Phú Trọng vô can đấy? Lâm tặc có một cách làm khá đơn giản mà hiệu quả, đó là hóa cây cổ thụ, rồi sau đó lại danh chính ngôn thuận đốn hạ, vì loại cây chết không cần phải để lại cho rừng. Mà hóa củi cây cổ thụ thì dễ, chỉ cần tiêm thuốc độc cho cây thì cây sẽ chết, và danh chính ngôn thuận đốn hạ được rồi đem bán với giá gỗ, thu được rất nhiều tiền. Trở lại câu chuyện ông kiểm lâm, ông Nguyễn Phú Trọng đang canh giữ khu rừng của Đảng Cộng sản. Câu hỏi đặt ra là qua 12 năm làm kiểm lâm, ông đã làm gì mà cây cổ thụ hóa củi nhiều đến như thế? Câu trả lời xác đáng nhất là chính ông đã tiêm chất độc vào trong cây cổ thụ để rồi đến hôm nay ông đốn toàn là củi cổ thụ. Vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng là người xây dựng Đảng Cộng sản hay là người đang phá Đảng Cộng sản? Với vai trò là người đứng đầu Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng đã tác động vào công tác nhân sự như thế nào mà để sau đó những con người được chọn lại toàn là sâu chúa, toàn là củi gọc? Đảng Cộng sản ngày càng cho thấy mức độ trắng trợn trong vấn đề trục lợi. Nó càng đáng sợ hơn. Trước đây có ai dám xây biệt phủ, nhưng nay thì không ai ngại chuyện khoe nhà cao cửa rộng nhờ làm quan cả. Lương của quan chức bao nhiêu mà sao đủ để xây nhà đây, mua xe và cho con cái sang du học ở nước ngoài, mỗi năm kinh phí lên tới hàng trăm ngàn đô la. Đây là hình ảnh, chẳng lẽ ông Nguyễn Phú Trọng không liên quan đến việc chọn ông Phạm Bình Minh vào Bộ Chính trị hay sao? Ông Nguyễn Phú Trọng được bộ máy tuyên truyền khổng lồ thổi lên thành anh hùng diệt tham nhũng. Tuy nhiên, về trách nhiệm làm cho đảng của ông trong sạch thực sự, ông đã làm được gì đâu. Tại sao không biến ông Tô Lâm thành củi để quẳng vào lò khi mà ông này đã nhúng tay vào thương vụ Mobifone mua AVG, mà vẫn dung túng ông ta? Đấy là trách nhiệm làm trong sạch đảng của Nguyễn Phú Trọng hay sao? Có người ví von ông Nguyễn Phú Trọng đang biến đảng thành sâu bọ nhiều hơn, và ông phô diễn với dư luận về tài bắt sâu. Thế là ông thành anh hùng trong mắt người dân cả tin. Ông Nguyễn Phú Trọng quả là cao thủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Tổng Trọng, lão kiểm lâm kiêm trùm phá rừng.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Siêu cò Nguyễn Thị Thanh Nhàn, quyền lực khuynh đảo, quan chức cấp tỉnh phải thỉnh bà cò. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2022, khi đó, tờ báo Công an Nhân dân có đăng bài báo với nội dung lãnh đạo tỉnh Đồng Nai móc nối với ai để xin được vốn từ Trung ương. Bài viết cho biết khi dự án thiếu vốn, ông Trần Đình Thành, khi đó là bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, đã gọi điện nhờ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn xin vốn Trung ương và bà Nhàn nhận lời. Đáp lại ơn nghĩa ấy, ông Thành yêu cầu cấp dưới tạo điều kiện cho công ty IEC trúng thầu vì đây là doanh nghiệp có khả năng và uy tín, có nhiều mối quan hệ với Trung ương và có công xin vốn cho tỉnh Đồng Nai. Đây là hình ảnh siêu cò Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Trong vụ án công ty IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, sau khi bà Nhàn nhận lời giúp đỡ tỉnh, ông Trần Đình Thành họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và dự án tại tỉnh này được tăng 754 tỷ đồng. Công ty IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được tạo điều kiện trúng thầu vì lãnh đạo công ty có công. Dự án được phê duyệt vào năm 2006, tổng mức đầu tư là 889 tỷ đồng, không bao gồm phần thiết bị y tế chuyên môn. Tháng 7 năm 2010, dự án được thay đổi bổ sung phần thiết bị y tế là 754 tỷ đồng, nâng tổng đầu tư lên 1.904 tỷ đồng. Sau các lần điều chỉnh, dự án có 16 gói thầu thiết bị y tế chuyên môn trị giá tổng cộng 654 tỷ đồng và nhóm công ty IC trúng toàn bộ 16 gói với giá cao hơn nhiều so với thực tế. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là siêu cò, là trung gian giữa tỉnh và trung ương, đồng thời bà cũng là trung gian giữa cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng và cơ quan tình báo Israel Mossad. Con đường trở thành siêu cò của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đào tạo từ trước năm 2010. Để làm được siêu cò, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải quen biết cấp trung ương từ rất sớm, cấp này trao cho bà làm cò quốc tế và cò trong nước. Dự án liên quan đến IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là vụ án rất lớn từ thời ông Phạm Minh Chính là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Trong các quan chức, nhờ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm cò với trung ương là những quan chức cấp tỉnh không có quen biết lớn ngoài trung ương. Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính, thời làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, thì ông Chính đã quen biết rất lớn với sếp của ông ta ở Bộ Công an. Đây là hình ảnh các quan tỉnh phải đi thỉnh bà cò. Vào năm 1995, ông Nguyễn Tấn Dũng nắm chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tức là Bộ Công an ngày nay. Thời điểm đó, ông Phạm Minh Chính được rút về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm gián điệp tại Cơ quan Ngoại giao Việt Nam tại Romania. Khi đó, ông Phạm Minh Chính là lính của ông Nguyễn Tấn Dũng tại Bộ Nội vụ. Về sau, ông Nguyễn Tấn Dũng tiến thân và vẫn luôn quan tâm ông Phạm Minh Chính. Năm 2002, ông Nguyễn Tấn Dũng là Phó Thủ tướng Thường trực. Trong khi đó, người khá thân thiết với ông Nguyễn Tấn Dũng là ông Lê Hồng Anh nắm chức Bộ trưởng Bộ Công an. Được Nguyễn Tấn Dũng gửi gắm, ông Lê Hồng Anh cất nhắc Phạm Minh Chính. Đến khi ông Dũng lên làm Thủ tướng vào năm 2006, Phạm Minh Chính cũng tiến thân trong Bộ Công an và lên chức Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2010. Tại Bộ Công an, Phạm Minh Chính có lịch sử thăng các cấp, bậc hàm tướng như thiếu tướng, trung tướng đều cùng với đợt với ông Tô Lâm. Và đến ngày 12 tháng 8 năm 2012, ông Phạm Minh Chính được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an như ông Tô Lâm. Phạm Minh Chính và Tô Lâm luôn kèn cửa với nhau và thực sự không ưa nhau. Vào năm 2011, khi bóng Lê Hồng Anh không còn là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Phạm Minh Chính được Nguyễn Tấn Dũng và Lê Hồng Anh vận động đưa đến Quảng Ninh. Sau đó, ông Phạm Minh Chính rẽ sang hướng khác, được sự bao che của hai ủy viên Bộ Chính trị là Lê Hồng Anh và Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015. Đấy là sự quen biết của ông Phạm Minh Chính đối với cánh miền Nam. Phạm Minh Chính còn rất nhiều mối quen biết khác, nhưng đây là hai mối quen biết đã giúp ông Phạm Minh Chính đi đường vòng nhưng đến đích trước ông Tô Lâm. Khi mà Phạm Minh Chính chạm trán với ghế Thủ tướng thì Tô Lâm vẫn còn là ở Bộ trưởng Bộ Công an.
Với sợi dây liên hệ như vậy, vào năm 2012, bà Nguyễn Thanh Nhàn đã quen cả Trung ương cao hơn ông Phạm Minh Chính. Vì thế, sự kết hợp giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh không thể không có nghi ngờ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là siêu cò, quen bét, cực khủng. Tuy nhiên, ông Tô Lâm có moi ra hay không thì chúng ta cần phải chờ xem mới rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D với bản tin siêu cò Nguyễn Thị Thanh Nhàn quyền lực khuynh đảo, quan cấp tỉnh, phải thỉnh nhờ bà cò. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.